Này, bố mình nhịn lâu lắm rồi đi nhé. Xin chào tất cả các bạn nha. Thì lại tiếp tục vlog anh em ơi. Thì hôm nay là rối rồi đi vòng vòng anh em ạ. Ủa đèn đỏ được đi không ta? Được hả? Đèn đỏ lại tiếp tục làm cái vlog nữa anh em ơi. Mình đang ở bên khu làng đại học nha mọi người. Đó, nay rảnh đi dạo dạo phố thôi. Sắm tay ga chủ yếu đi dạo phố anh em ạ. Đây là khu nào ta? Này không biết luôn, lạ quá anh em. Dòng thay đó, dòng thay hả? À, xuống hồ đá không? Cái này xuống hồ đá mới đây nè. Ok. Hồi xưa là cái khúc làng đại học nó nhộn nhịp lắm luôn á. Ở trên đây là có chợ luôn nè. Làm lại hết rồi. Đây, quẹo sang đây nha anh em. Quẹo sang đây. Lâu lắm rồi chưa sang bên khu làng đại học này anh em ạ. Sang đi chủ yếu là đi ngắm gái anh em ơi. Đảo đảo thôi. Hồi xưa là chuyên gia dính người yêu sang đây nha anh em. Dính người yêu trong mấy góc như này nè, em đó nè. Đúng là con trai của ta. Rồi đó kìa, nó chơi vừa một đống. Nay làm cái vlog đi dạo nha mọi người. Đây là khu làng đại học ở dưới Thủ Đức nha. Mà hồi xưa là sinh viên là cũng hay cào cào khu này lắm anh em ạ. Để mình lâu lâu rồi mình chưa đi khúc này, mình đi dạo vòng vòng thử coi có gì vui không. Quẹo không, hay đi thẳng. Khúc này là đi tắt sang sau Đại học Nông Lâm nè. Ủa sao giờ nhiều ngã chứ ta. Khu vực này là tối là dính mù bịt ở đây là một phần. Thứ hai là anh em hay nhậu. Này gái gái theo em ơi, này cặp quá trời cặp. Trời ơi đi còn này chết tôi luôn. Hôm nhau chứ. Mình với thằng bạn đang đi chung nha anh em. Trời ơi nhiều lắm anh em ơi, không biết vì quay camera này có nhìn anh em có nhìn thấy rõ không. Sợ trời tối tối trong đây. Trời ơi ê mà anh em ạ. Ôi ôi chết luôn. Vô đây buông mũi cảnh thấy bà luôn. Đó là mày ra sẵn sàng chút để quay mấy cảnh cho anh em xem mà thôi. Chuyện thứ tư anh em ha, không nên quay nhiều mất công này không hợp lý lắm. Để soi mói lên đời tư, hồi xưa mình cũng dạy anh em ạ. Hồi xưa sinh viên cũng hay dẫn dạy sang đây ngồi chơi. Nhậu nha anh em, nhậu nha, không có ngồi chơi nha. Còn vô đây là có mục đích khác rồi mình không cần biết. Và trái nè, hiểu trái là xuống hồ đá phải không? Đúng rồi. Và trái xuống hồ đá. Anh em nói chung là khúc này là lâu lắm rồi chưa đi á. Ủa cái khu công nghiệp mà dạng như ở bên kia là nằm bên đây đúng không ta? À nè, kiến trúc xá nằm trong kia kìa. Đây đây. Rồi vậy xa nhà nha anh em. Lâu rồi không đi vô đây quên anh em ạ. Hồi xưa cũng hay nhậu đây lắm nè. Mà nhậu đêm là công an nó hay cào cào vòng vòng lắm, mà đặc biệt giao thông nó hay đi đường này để mà nó ấy đi ngược chiều vậy ba. Hết rồi đó. Xong rồi anh em ạ. Chủ yếu xuống đây đi ngắm vòng vòng mà tới đây là thấy hết rồi nè. Giờ vô kiến trúc xã cũng đâu vô được, chỉ có đứng ở cổng thôi. Thôi mày quay đầu đi ha, quay đầu đi, quay đầu ra thôi anh em ơi. Chứ cho trong kia vô cũng kiến trúc xã thì cũng đâu được vô đâu anh em. Nếu mà vô được thì ngắm thiên nhiên ở trong nhiều lắm anh em ạ. Đó, mà khúc này hơi tối ta, tối quá. Trời đi làm gì? Ủa gì nè? Nào mình cũng chả biết, không dám đi anh em ơi. Biết không? Biết đường này đi đâu không? Thôi. Thôi đi ra ngoài kia đi. Giờ kia xong mình bọc lên cái bọc sang cái đường mà cái chợ đêm hồi xưa đó. Cái chợ đêm hồi xưa đó. Hồi xưa ở đây có cái chợ đêm đã lắm anh em ạ. Vô đi mua đồ Tết hoặc là đi ăn uống đó lắm, nhưng mà sau này nó dẹp hết bà rồi anh em ơi. Chứ mấy đứa sinh viên sau này anh em lên khả năng là nó không vẫn chưa biết được. Hồi xưa nó nhộn nhịp đông vui cỡ nào. Sau này lên cái là nó quy hoạch hết rồi, nó dẹp hết rồi. Xăng mới đổ mà bây giờ nó xuống vặt rồi anh em ạ. Xăng mới đổ mà giờ chạy được có nãy giờ mà nó xuống một vặt luôn. Xăng giờ lên giá quá, 50.000 mà được có chưa chưa được 2 lít anh em ạ. Xăng 26.000 một lít rồi.
Giờ mình sẽ đảo ngược về bên kia nha anh em. À nè, cái khu cái chỗ này là anh em nè. Nói chung là cái dọc mà chuẩn bị vô mấy kiến trúc xá của đằng đại học á, là chỗ này là thiên đường anh em thấy không? Đó, vô trong đây thì thôi anh cháu lưới gì á. Anh cháu lưới, anh cháu lươn nhiều. Trời ơi, trong kia, trời ơi anh em ơi, nhiều lắm anh em ơi. Mình là mình không phải là mình soi mói gì nha anh em. Trời. Nhiều dữ ta, nản dữ trời. Trời ơi, đông thế nha anh em. Mình quay qua cao không biết anh em có nhìn thấy góc tối tối không? Ở trong góc tối tối xa xa là nhiều kèo lắm anh em ạ. Cái giờ đây có mấy cái ghế đã nè anh em, tranh thủ mà dính người yêu đi sớm à. À, khu này lý tưởng á. Đáng lẽ giờ này là mình phải chở người yêu ra đây, rồi mình chở thằng khứa này là không thấy hợp lý rồi anh em ơi. Ui, làm gì vậy? Ôi dồi. Ui chà. Chỗ này sáng quá, không ai hết á. Chỗ này sáng quá, chỗ này sáng quá anh em. Chỗ này sáng quá không được. Hồi trước là hay ngồi đây nhậu nè. Chỗ này nhậu đã. Làm business này kia nhậu. Để mình vòng lên cái ở trên đây đại học quốc gia, ở trên khúc trên này nè. Làng đại học mà anh em, ta nói làng đại học là hiểu rồi ha. Trường đại học gì đây? Gió thổi quá. Trời ơi trời, đó. Tầm này chỉ có đi đi dẫn gái đi ra đi hợp lý thôi chứ. Sao dạo này thấy ít chứ dữ ta? Hôm nay thấy ít người với ta, hôm nay thứ chủ nhật mà ta đang lễ hội chỗ này phải đông chứ. Không, giờ này sinh viên nó mới ra nè. Ờ, chỗ này hết chơi rồi. Dẹp chợ đêm bà là anh em ơi. Chỗ này dẹp chợ đêm rồi. Rồi, gái bên kia à. Khỏe đây đúng không ha? Ủa? Khúc này nó hơi sai sai chỗ này nè. Đi bên kia chứ. Bên kia. Ừ. Không biết luôn anh em ơi. À đừng cắt rồi nè. Ủa chỗ này cũng đông nè. Kệ đó. Đào đạo đi đi. Không ai kiếm chỗ nào ngủ nước miếng được. Đông vui quá anh em ơi. À, đông vui lắm. Ngồi bịt ngồi quá trời luôn anh em ơi. Tay ngủ tùm lum lại hết anh em ơi. À, hai thằng đực mà đi vòng vòng làm như là cả năm rồi chưa được đụng cô gái hay sao á. Ôi ôi. À rồi biết cái đường. Biết cái đường lúc nãy đi đâu rồi. Đường mới tâm ra đây nè. Đường nó quẹo á. Ôi trường đại học gì đó à? Trường đại học gì ấy nhờ. Phải không? Hợp lý luôn anh em ạ. Quá trời. Chỗ này mát quá anh em. Ừ, chỗ này mát nhờ. Chỗ này hợp lý á. Bạn bè xong rồi người yêu ra đây ngồi chơi đúng tiện lắm. Mát mẻ. Qua cái thời ngồi lê lết rồi ha. Qua. Mình anh em mình là lớn tuổi rồi anh em. Qua cái thời mà đam mê rồi. Cái tuổi này mà không có tiền thì thôi gái nó cũng bỏ anh em ạ. Nên là hả? Phải không? Không phải. Không phải đường này. Dưới kia. Dưới kia. Chết luôn. Ôi, cái gì đây? Lẩu nướng ốc. Hợp lý nha. Ủa? Sao đi hồi xuống đây rồi? Ủa xong rồi hả? Hết rồi hả? Ủa mình nhịn lâu lắm vậy đi nhé. Ha ghê hả? Cái đường này quẹo về đường này mà thôi, đi đường ngoài đi. Cái đường này công an nó hay cạo lắm, ra ngoài kia khúc mà ra ngõ tôi Thủ Đức á. Chuyên gia núp ở trong mấy cái chỗ tối không à. Thì nay chạy vòng vòng làm cái vlog không gió không mát nha anh em.
Lâu rồi chưa đi ra ngoài đường, thật ra nói chung là đi dạo phố mình với thằng bạn anh em ạ. Sẵn tiền bắt cái máy quay đi quay vòng vòng luôn anh em ơi. Lâu quá là lâu rồi, chưa đi chơi hay với lại đi dạo vòng vòng. Ở trong phòng trọ nó hơi bí. Đảo đảo ra ngoài cho nó vui anh em ạ. Rồi gì đây, gì đây? Gì bu bu đây vậy? Sao vậy, sao vậy? Cảnh công an gì chứ? Khúc này thì nó sẽ đâm lại ra ngoài ngã tư Thủ Đức rồi nha mọi người. Thì ok, thì nãy đi lượn vòng vòng, nói chung là quay vlog anh em ạ. Trên chiếc Vario này vòng vòng thôi, đảo đảo kiếm mấy cái cảnh nóng quay cho anh em xem mà ít cảnh nóng quá. Mấy em này hồi mấy em sinh viên sau này chắc dạng hơn, không có đi ra ngoài đây là cảnh nóng nữa, chắc là đi chỗ khác rồi anh em ạ. Buồn dễ sợ buồn luôn. Thôi giờ lại vòng ngược về lại nha anh em. Giờ vòng ngược về lại nha anh em. Đó, nên là bây giờ là mình sẽ hướng này hướng ra ngã tư Thủ Đức nè. Hướng này hướng ra ngã tư Thủ Đức nè. Rồi ok anh em ơi. Thì nói chung là chắc mình sẽ kết thúc cái video này tại đây anh em ha. Thì trong video này chủ yếu đi dạo thôi nha, cũng nội dung thì cũng không có gì đặc sắc hết. Anh em xem thì không thích thì có thể lướt qua cái video này. Thì nếu là video hay, video mà hay thì anh em cho mình một like và đăng ký nha. Thì cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp mọi người trong các video tiếp theo ha.